Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Vườn Nho B. Quý vị và các bạn thân mến, xin đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương triển lãm ảnh đời nghệ sĩ của mình. Chiều ngày 26 tháng 9 tại Nhà văn hóa Thanh niên, rất đông nghệ sĩ đã đến chúc mừng nghệ sĩ nhân dân Minh Vương ra mắt triển lãm ảnh tại đây. Cuộc triển lãm nằm trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam do Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức. Nhiều nghệ sĩ như Lệ Thủy, Bạch Tiết, Trọng Hữu, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Tuấn Thanh, Chí Tâm, Thanh Nguyệt, Hùng Minh, Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu đã đến chia vui cùng Minh Vương. Có tổng cộng 106 bức ảnh về hoạt động sân khấu cải lương của nghệ sĩ Minh Vương được trưng bày trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 9 tại triển lãm của Nhà văn hóa. Những bức ảnh này thể hiện từ thời Minh Vương đạt giải Khôi Nguyên Vọng Cổ năm 14 tuổi cho đến nay. Bộ sưu tập ảnh chân dung nghệ sĩ Minh Vương, Minh Vương với đạo bạn diễn, Minh Vương với khán giả, Minh Vương với lãnh đạo, bài báo viết về Minh Vương, hình ảnh đĩa hát, poster, tường tích. Nghệ sĩ Minh Vương xúc động chia sẻ, sau thời gian bệnh nặng phải ghép thận vào năm 2012, tôi ngẫm nghĩ không biết mình còn được sống bao lâu trên cõi đời, nên cứ mở hình cũ rồi hát, đĩa hát ra coi. Tôi tẩn mẫn lựa từng tấm hình in gỗ để cho lâu hơn, cứ ngày một chút một thành ra nhiều lắm, rồi tôi đưa cho con trai ra biểu tài sản của ba, giờ có nhiêu đây thôi con cất giùm ba. Con trai treo hình tôi tại nhà hàng nơi cháu kinh doanh, sau đó nhà hàng dời đi không có chỗ giữ, tôi lại gom cất trong phòng. Tình cờ tôi gặp được đạo diễn Thành Mỹ. Và MC Bình Hoa, mấy bạn có ý muốn làm cái gì đó liên quan đến nghệ thuật truyền thống cho thanh niên đến xem nhiều hơn về cải lương. Năm ngoái, anh Võ Văn Tưởng có tới thăm tôi, bày tỏ ý định tặng hết hình ảnh này cho Nhà văn hóa Thanh niên. Anh rất tán đồng và hôm nay chúng tôi cùng tiếp xúc thực hiện việc này. Rất mừng vì một nhà văn hóa dành cho các bạn trẻ là yêu mến cải lương và tạo điều kiện cho giới trẻ hiểu thêm về nghệ thuật. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.